Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án nhận 5 đô token 1 in từ trang CoinMarketCap kết hợp dưới sàn Binance các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click vào link mô tả. Thứ nhất, mình các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Binance và đăng ký tài khoản trên trang CoinMarketCap các bạn. Sau đó các bạn vào link sự kiện, bấm nút start. Nhập tôi không phải lừa máy nha các bạn. Rồi bấm next step nè. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản của nó nha các bạn. Rồi bấm Z nè. Rồi các bạn điền lại email các bạn đang đăng ký trên trang của CoinMarketCap các bạn. Rồi các bạn gửi nè. Tiếp tục các bạn điền lại UD trên sàn Binance nè. Rồi các bạn mở sàn Binance, cứ nhấp chọn avatar của mình thì anh avatar của mình nè các bạn. Đâu ta? Sao nó không hiện ra cái UD ta? Nhấp chọn avatar mình, các bạn copy UD nha các bạn. UD có 8 số. Rồi bạn dán vô đây nè. Rồi bạn bấm tiếp nè. Thì đáp án có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn tham khảo nha các bạn. Đáp án câu đầu là Hornet U Crypto Wallet nè. Câu số 2 Sunster MetaHack nè. Các bạn cứ dựa theo các bạn trả lời nha các bạn. Số 3 câu tiếp theo Monker xong tiếp Betfred. Sợ các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Để mình tìm đáp án. Câu này là các bạn D các bạn. Rồi tiếp tục thì sách một in tôi cần. Tiếp tục thì đi. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào một wallet nha các bạn. Một dưới đây nè. Rồi các bạn chạy về các bạn, không phải các bạn, các bạn sorry các bạn. Các bạn nhấp vào CoinMarketCap nè. After wallet. Các bạn copy cái chữ 1 in nha các bạn, sao chép nè. Qua CoinMarketCap lại coi. Rồi các bạn tìm, các bạn dán cái chữ 1 in vào các bạn. Đây nè. Rồi các bạn cho nó một sao nha các bạn. Up to wallet nữa nè. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Các bạn bấm nhấp vào wallet nè các bạn. Các bạn nhấp vào một cell nha các bạn. Đây, nhấp vào một cell chứ. Rồi các bạn mở ra, các bạn copy cái đường link này nha các bạn. Rồi các bạn chạy về link của bán cáp, các bạn dán vô đây nè. Rồi các bạn bấm vào submit nè. Rồi các bạn dán vô lại nha các bạn. Rồi bấm submit lại nè. Rồi các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn bấm submit form nè. Rồi thank you là xong các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án nhận 5 đô token 1 win đến em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.